tặng lại cho người khác. Thực ra thì em là một người tín đồ của Lancôme rồi, cho nên em có rất nhiều đồ. Nên ngày hôm nay em xin phép tặng lại đồ này cho một người. Mình bốc lại thăm một lần nữa ha. Bốc lại thăm một lần nữa. Cái này người ta gọi là giá trị của gentleman. Không cần cho mình, cần cho người khác. Tôi không cần như vậy. Em ơi không âm bố em nha. Không tám chín. Ủa phóng viên bây giờ thiết kế mặc đồ đẹp dữ vậy. À, em là Tuấn Hải ở bên nước đẹp DAC. Từ đây tất cả. Từ đây tất cả những bài viết trên đất Việt nhớ là đàng hoàng nha. Rồi dạ, màu móng quà đặc biệt là nó không có em ạ. À không, ý anh là không có mang theo, tại vì nó mới có trong cái tư tưởng của chị Linh mới bật bùng phát thôi. Chị sẽ liên lạc với em trong ngày mai ngày kia. Để hãy tưởng tượng cái gì mà đặc biệt nhất trong cuộc đời mình, bất ngờ nhất trong cuộc đời mình. Chị Linh sẽ trao cho anh Dũng. Anh Dũng sẽ trao cho em. Em thấy nó hơi sàng. Làm gần không? Thì trao cho em. Em im luôn. Dạ, bây giờ mình chụp hình để làm chứng là bạn bên đất Việt được à? Dạ. Thôi là nãy giờ Tùng làm hài là để cho Dũng nó làm nhà sản xuất á, nó biết là anh Tùng có khả năng hài nha. Dạ, bây giờ tiếp tục món quà tiếp theo ạ. Mắt kính Gucci. Xin mời đại diện quán hàng ạ. Trị giá 11 triệu đây nha mọi người. Đeo cái mắt kính vô nằm nhìn xuyên thấu nha mọi người nha. Chị Linh Sang ơi, lên đây chơi với tụi em luôn cho vui nè. Không một bốn. Không một bốn. Quyên ơi, tại sao lại như vậy? Dạ mọi người ơi, Lê Quyên chuẩn bị có một show ở Đà Lạt vào ngày 6 tháng 3. Dạ mong mọi người mua vé để ủng hộ chị em chúng tôi à. Anh em chúng tôi à. Trời xịn quá. Dạ. Hôm đó mình xem cái này mình biểu diễn cho em nha. Để mình mời chị Ánh Trạc cùng đi. Dạ. Ok. Mình cảm thấy hồi nãy là em thấy chị Ly nói đúng đó chị. Đó là... Để em nói xong câu này đã. Bây giờ em xỉn rồi. Để em nói xong câu này đã. Hồi nãy chị Ly nói cái này là nước trôi thì cỡ tụt. Không nên. Lệ Quyên nó có 100 cái. Bây giờ chị bắt sao ra chỗ 004 cho em nha. Nha. Chị Linh Sang sẽ bốc cái Gucci tiếp theo. 104. 104. Mọi người ơi, cuộc đời nó đẹp ở chỗ này nè mọi người. Số của tôi là 004 và nó đang 104. Rồi cái bà Trang này. Bây giờ mày có cần chút nữa hay không? Rồi, đang cho một đặc biệt của mày. Và cái điều mà coi như là sai lầm đầu
Rồi bây giờ dạ, cảm ơn các chị ạ. Bây giờ giải thưởng tiếp theo. À bây giờ mời Don. Don Hậu ơi, Don Hậu đẹp trai. Hai phần quà ngọc trai đến từ thương hiệu ngọc trai Lotus Eternal. Phần quà này tặng đầu tiên là Don Hậu tặng cho Novelle. Và Novelle đang tặng cho ai đó là những khách hàng của Don Hậu biết. Nhưng mà trị giá lên tới 20 triệu đồng. Một món quà trị giá 20 triệu đồng. Tùy bạn muốn đeo ở đâu tùy bạn. Hai chục triệu cho mọi người nha. Không bốn năm. Không bốn năm. À. Oh wow, chúc mừng cưng. Không đeo liền luôn. Đó, chơi vậy đó. Bây giờ cái trend thì là con trai cho con trai. Mở luôn, đó, quảng cáo luôn. Một mình nước quảng cáo luôn nè. Còn bạn không thích là lấy lại. Hậu, Hậu cái Hậu tặng cho em, Hậu nhớ không? Hậu nha. Đúng rồi, mình đem cái này là mình phải cởi nha. Đem cái này nó phải lời chú mới được. Oh yeah. Bây giờ chúng ta hãy có một slogan. Chúng ta chúc mừng cho Long Beach Pearl đã có một câu slogan mới trong năm 2022. Con trai đeo ngọc trai. Em ơi, giỡn thôi. Ủa, cái gì hả? Rồi. Còn cái nữa đúng không? Bây giờ phần quà cuối cùng này là Don nghĩ là phải tặng cho một chị nào đó đi ha. Chứ còn là con trai cho một trai thì bây giờ nếu con trai có lại đồng ý không quý vị nha. Yeah, nếu mà cái con số này mà lọt vào một anh trai thì sẽ cancel. Quý vị có đồng ý không nè, vỗ tay nè. Mọi người có thấy là cái tinh thần mà gọi là phân biệt giới tính nó vẫn còn quá nặng ở Việt Nam không? Không sao, bây giờ trai hay gái miễn có một trai là đủ. Không một không. Tiếp liệu luôn cái gì hết. Ủa chị lên đường hả? Mọi người phụ nữ đẹp có lên đây. Nếu mà người này có điều kiện có kèm nhưng bị cancel sao? Tự nhiên bây giờ còn có sự một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa Lancome và Long Beach Pearl. Không cho nên mình là sẽ hợp lý và cancel luôn nha. Đúng rồi, bây giờ sự kết hợp của Lancome với Long Beach Pearl. Ốc lại. Yeah. Rồi, cảm ơn quý vị ở đây có một cái cơ hội thật là cơ hội nên là này phải không? Cảm ơn Lancome. Quá. Bây giờ chị học lại nghe chị học lại Lady Boss. Chị thấy nãy giờ tụi nhiều tùng nữa tùng tóc lên nó tội nghiệp quá. Bây giờ nó không có ra con số quen của chị. Không 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 không. Nói giỡn với mọi người thôi, anh Hậu quyết định tặng tôi điều bên ngoài rồi. Hoa hậu đẹp đây. 127. Ủa đừng nói bà Hương nha. A à, Huỳnh Nguyễn. A à, ok Huỳnh Nguyễn ok. Rồi bây giờ không không chị Linh, chị Linh đeo cho Huỳnh. Đó. Đây là quà chị tặng mà. Huỳnh Nguyễn và tất cả những người bạn được giải ngày hôm nay lưu ý. Giải thưởng ngày hôm nay bao gồm tất cả tình yêu thương của chúng tôi. Và mong các bạn trả lại bằng một post trên Facebook. Ủa, như là người ta nói là muốn mà chúng mình học tay thì phải giả là mình phải cả đó.
Hashtag Nova Entertainment. Quá đẹp quá, đẹp quá. Cùng với món quà của Jack Dentist, voucher 5 triệu đồng. Còn gì nữa không? Hết chưa?